La Đại Lục Hồ Sư Đối Quyết là tựa game nhập vai đấu tướng chiến thuật đỉnh cao 3D trong series Đấu La Đại Lục. Các lớp nhân vật với hiệu ứng tuyệt đẹp, bên cạnh bản đồ mở rộng lớn cho phép bạn thỏa sức khám phá. Được biết, game đã được mua về Việt Nam thành công và sớm ra mắt game thủ vị trong thời gian tới. Đây cũng là một trong số ít game di động trong IP Đấu La Đại Lục nhận được ủy quyền kép của Tiểu Thuyết và Hoạt Hình chính hãng. Tham gia vào game, nhiệm vụ chính của bạn là thu thập các thẻ tướng đại diện cho các hồn sư mạnh nhất trong thế giới Đấu La Đại Lục đến từ cả hai phe thiện lẫn ác. Bạn sẽ tiến hành tìm kiếm và chiêu mộ các tướng để tập hợp thành đội hình chiến đấu. Điểm nhấn của game này là sở hữu nền tảng đồ họa full 3D đẹp mắt, lột tả hoành tráng các trận đấu võ hồn đỉnh cao. Bên cạnh đó là hệ thống thay đổi thời tiết, nhiệt độ, ngày và đêm theo thời gian thực, tạo hình nhân vật vô cùng chân thực. Không còn gắn liền với thể loại cày cắp săn vật phẩm nữa, Đấu La Đại Lục Hồ Sư Đối Quyết đem đến trải nghiệm chiến thuật đỉnh cao và định hướng cho game theo dạng đấu tướng đánh theo lượt đầy kịch tính. Bạn sẽ lựa chọn những nhân vật cộm cán nhất để tham gia đội hình của mình trong game, vượt qua các cửa ải từ dễ đến khó và nhận được nhiều quà thưởng hấp dẫn. Đặc biệt, Đấu La Đại Lục Hồ Sư Đối Quyết rất chú trọng đến độ sâu của gameplay và đòi hỏi phải phù hợp với thao tác bằng tay. Đồng thời, trò chơi cũng đã chăm chút trong việc thiết kế cấp độ để làm cho mỗi trận chiến trở nên khác biệt. Các tướng có sự phân cấp theo từng loại và sở hữu sức mạnh khác nhau. Bạn cũng sẽ thấy tướng trong Đấu La Đại Lục Hồ Sư Đối Quyết được thể hiện qua giao diện như chọn tướng trong game MOBA. Nhiều cửa ải cũng như hoạt động PvE sôi động dành cho người chơi có thể tham gia cả ngày và nhận về những phần thưởng phong phú dùng để nâng cấp cho đội hình của mình. Chắc chắn đây sẽ là một bom tấn mà bạn không thể bỏ qua trong thời gian tới. Chi tiết về thời điểm game ra mắt chính thức sẽ được bọn mình cập nhật trong các số clip tiếp theo. Ngoài ra các bạn có thể trải nghiệm trước phiên bản nước ngoài bằng đường link bọn mình ở phần mô tả của clip.